Xin chào, mình là Lê Hương Khanh, đang học thiết kế tại Học viện FDA Sài Gòn. Hôm nay mình mang đến bộ sưu tập là Rosie and Beauty, lấy cảm hứng từ ứng dụng của hoa hồng trong thực tế, gồm có bó hoa và bình hoa, form dáng là A-line và đuôi cá, bằng phương pháp dựng hình để tạo lên những đường cong cho sản phẩm. Chất liệu chính trong bộ sưu tập là phi và von, kết hợp điểm nhấn là ren và một ít vải xuyên thấu. Và giải pháp để mình đưa cái hoa hồng vào là bằng cách là mình dùng làm hoa bằng thủ công, cắt vải von, đính kết thêm những chi tiết đá để tạo độ lấp lánh cho sản phẩm.